Kính thưa tất cả các quý quan khách và tất cả các em học sinh, hôm nay thầy Việt nói là lời chia tay của các em lớp 7 là của năm nay thôi. Từ lúc trước trường đã có cái lớp 8 và hy vọng sang năm trường sẽ mở lại lớp 8 và lớp 8 sẽ là những người chia tay với các quý vị khán giả, các quý thầy cô. Con xin kính chào các thầy cô, ban giám hiệu, các phụ huynh, các vị quan khách và tất cả các học sinh trường Hồng Bàng. Con tên là Hồ Nhã Uy Vina. Con xin chào mừng tất cả mọi người đến dự lễ bế giảng và lễ tốt nghiệp năm học 2018 đến 2019 của trường Hồng Bàng. Con rất vui và vinh dự khi được đại diện cho các bạn lớp 7 của con đứng ở đây hôm nay, vì hôm nay đánh dấu một ngày rất đặc biệt cho chúng con. Mặc dù hôm nay không lớn như tốt nghiệp trung học, nhưng tốt nghiệp trường Việt ngữ cũng là một thành tựu tuyệt vời đối với chúng con. Nhìn lại lúc khi con mới bắt đầu học mẫu giáo ở trường Hồng Bàng, con đã mơ ước được đứng ở đây hôm nay làm lễ tốt nghiệp với tất cả các bạn cùng lớp. Trung tâm văn hóa Hồng Bàng là nơi mà bản thân con cùng với những người bạn của con có thể gọi nơi đây là ngôi nhà thứ hai. Trước hết, con muốn nói lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô đã tận tình giúp đỡ con được ngày hôm nay. Con sẽ không được đứng ở đây hôm nay nếu không có sự hướng dẫn dạy dỗ hết mình của tất cả các thầy cô của con. Vì vậy, con xin cảm ơn cô Tránh, cô Nguyệt, cô Mai An, cô Dung, cô Kim Anh, cô Phấn, thầy Minh, thầy Huy, thầy Hùng và chị Hảo. Con xin cảm ơn tất cả các thầy cô của trường Hồng Bàng đã rất tận tâm, đam mê và bỏ hết thời gian quý giá vào mỗi ngày Chủ nhật của mình để dạy tiếng Việt cho chúng con. Con xin hứa với tất cả thầy cô là con sẽ đưa những gì con đã học về nguồn gốc văn hóa và lịch sử của Việt Nam vào cuộc sống của con một cách tốt nhất. Con xin có một lời cảm ơn đặc biệt đến thầy Hùng đã giúp chúng con làm việc hết khả năng của mình trong năm nay. Hơn nữa, con muốn gửi lời cảm ơn rất nhiều đến ba mẹ của con và tất cả ba mẹ của các bạn ngoài kia. Họ đã bỏ ra rất nhiều thời gian quý báu, công sức để giúp con học và hiểu thêm về nguồn gốc của mình và nơi sinh của họ. Con cảm ơn tất cả ba mẹ đã hết lòng khuyến khích và giúp đỡ chúng con không bỏ cuộc từ đầu đến cuối hành trình dài này. Trong suốt 8 năm con học ở trường Hồng Bàng, con đã học và hiểu hơn về bản sắc và vai trò của con trong cộng đồng người Việt. Cuối cùng, con muốn bày tỏ rằng con rất tự hào là chúng con đã cố gắng và kiên nhẫn vượt qua tất cả các bài tập về nhà, những bài kiểm tra và những dự án trong 8 năm qua. Trong khi cuộc hành trình của chúng con vẫn tiếp tục và chúng con phải chia tay nhau tại ngôi trường này, con muốn nói một điều cuối cùng với các bạn tốt nghiệp của con. Xin các bạn hãy giữ gìn tiếng mẹ để có thể tiếp nhận và truyền lại di sản văn hóa do cha mẹ, ông bà và tổ tiên chúng ta truyền lại. Như Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từng nói, nếu bạn nhìn thật sâu vào lòng tay mình, bạn sẽ nhìn thấy cha mẹ và tất cả những thế hệ tổ tiên của bạn, tất cả họ vẫn đang sống trong khoảng khắc này. Mỗi một người đều hiện diện trong cơ thể bạn. Bạn là sự tiếp nối của mỗi người trong số đó. Con xin cảm ơn tất cả mọi người. Good afternoon, my fellow peers, classmates, friends, family, teachers, and staff members of Hồng Bàng. My name is Mina Nhã Uyên Hồ, and I would like to welcome you to Hồng Bàng's 2018-2019 graduation ceremony. I am pleased to be standing up here today representing my 7th grade class, as today marks a very important day.
Although it's not as grand as graduating from high school, graduating from Vietnamese school is just as great of an achievement. Looking back to when I was still in kindergarten here at Hồng Bàng, I would have dreamt to be standing up here today, graduating with all my classmates. The Hồng Bàng Vietnamese Cultural Center has been a place where myself, along with others, can call a second home. First of all, I would like to say thank you to all the teachers that have helped me get to where I am today. I would not be standing up here today if it wasn't for the guidance of all my teachers. So thank you, Ms. Chen, Ms. Nguyen, Ms. Mayang, Ms. Yum, Ms. Kim An, Ms. Fung, Mr. Min, Mr. Hui, Mr. Hom, and Ms. Hao. Thank you for being so dedicated and passionate when teaching all of your students about the Vietnamese language. I will promise all of you that I will put what you've taught me about my roots and the history of Vietnam and much more into very good use. A special thank you to Mr. Hom for pushing all of us to work to our fullest potential this year. Furthermore, I would like to give a big thank you to my parents and all of you phenomenal parents out there. You have put in so much time, effort to help me learn more about my origin and your beloved birthplace. Thank you for sticking by my side and encouraging me to not give up from the start to the end of this long journey. Throughout the 8 years that I was here at Hồng Bàng, I have grown to learn so much more about my identity and my role in the Vietnamese community. Lastly, I would like to express how proud I am of my classmates for persevering through all of the homework, tests, and projects over these past 8 years. As our journey continues and we part our separate ways, I would like to say one last thing to my fellow graduates. Please continue to improve your Vietnamese so that you can carry on the heritage passed on to you from your parents, grandparents, and ancestors. As Thich Nhat Hanh, a Vietnamese Zen master and spiritual leader, once said, if you look deeply into the palm of your hand, you will see your parents and all the generations of your ancestors. All of them are alive in this moment. Each is present in your body. You are the continuation of these people. Thank you all so much for listening.